Hello, Việt Thảo xin chào các bạn. Hôm nay Việt Thảo đến với các bạn qua chuyện mình lại lần thứ 332 như đã hứa. Sẽ nói về vấn đề cái sạn ở trong túi mật và làm sao để trị liệu mà không cần phải đi giải phẫu để cắt cái túi mật. Hay là phải chết vì vấn đề cái sạn trong túi mật quá nhiều đến độ cái túi mật nó bị sưng rồi nó ảnh hưởng qua gan hay là ảnh hưởng qua những biến chứng khác. Vì trong thời gian qua Việt Thảo có tiếp xúc với rất nhiều người và cũng có được biết rất nhiều tin buồn từ những người đã qua đời vì vấn đề sạn ở trong cái túi mật. Và cũng có nhiều người cho Việt Thảo biết là cũng mới vừa cắt bỏ cái túi mật đi. Thì thường thường một bộ phận ở trong cơ thể con người cắt đi nó đau đớn lắm, có phải không nào? Mất đi một bộ phận, một chức năng trong cơ thể cũng là điều đáng tiếc, mà lại vừa tốn tiền. Trong khi nó có những cái phương pháp mà mình có thể thanh lọc được cái sạn trong túi mật, hay là mình giữ được cái túi mật mà cơ thể mình vẫn hoạt động tốt, thì tại sao mình không thử? Ở đây Việt Thảo nói rất rõ, tôi không phải là một thầy thuốc để trị bệnh. Cho nên khi các bạn nghe cái tâm tình này, cái sự chia sẻ này như là câu chuyện của một người ở trong cái hoàn cảnh đó. Và tôi không có ý để mà chỉ dạy ai cách trị liệu, cách trị bệnh như thế nào. Nếu các bạn dựa vào đây để mà theo đó để mà trị bệnh thì tôi hoàn toàn không không chịu trách nhiệm và không có cái ý hướng dẫn đó. Tuy nhiên những cái kinh nghiệm trong đời sống của mình nếu chia sẻ được cho nhau để mà chúng ta có một cái đời sống tốt đẹp hơn, vui vẻ hơn, điều đó nếu làm được cũng tốt, có phải không nào? Ngày hôm nay Việt Thảo sẽ trình bày qua ba vấn đề. Thứ nhất là những cái triệu chứng nào qua kinh nghiệm của bản thân mà mình thấy được, biết được để cho các bạn thấy coi nó có giống trường hợp của mình hay không. Để có thể đó là một trong những triệu chứng cho ta thấy lằn sàn đó trong túi mật. Điều thứ hai là cái cách trị liệu mà mình đã từng áp dụng qua. Và thứ ba, kết quả và kết luận như thế nào về cách trị liệu này, đưa ra một cái kinh nghiệm của bản thân. Và cái câu chuyện này không phải của riêng ai mà chính là câu chuyện thật của Việt Thảo. Mời các bạn cùng theo dõi trong chuyện Minh Lệ lần thứ 332 với chủ đề sạn trong túi mật. Alright. Ok. Việc đầu tiên là tình trạng sức khỏe của Việt Thảo hiện giờ thì như thế nào? Hôm nay đó là tôi cân nặng 151 pound 2, tức là khoảng 151 pound, tức là dưới 69 kg. Tức là trọng lượng giảm xuống nhẹ chứ không còn nặng như trước. Điều thứ hai là sức khỏe rất tốt chứ không có một bệnh tật nào cả. Điều thứ ba là tôi mới vừa hoàn thành xong một cuộc thử nghiệm lần thứ hai, coi như lần thứ ba về vấn đề sạn trong túi mật và kết quả tốt đẹp. Bây giờ xin được chia sẻ điều thứ nhất là từ lúc nào và những cái gì, coi như những triệu chứng nào mà mình biết nó là sạn trong túi mật. Ở đây xin nói rất rõ, cái túi mật nó không phải là thận nha. Có nhiều người đang nghe vấn đề này lại nghĩ vấn đề là sạn ở trong cái thận, trong cái kidney, không phải nha. Ở đây là trong túi mật. Túi mật là cái túi đựng mật nằm sát bên lá gan đó, có cái chất mật màu xanh. Thì vào khoảng lúc nào tôi không biết, có lẽ lâu lắm rồi. Mà thường thường theo bây giờ biết, những cái người lớn tuổi từ 40 trở lên, 50, mà nhất là những người phụ nữ thì hay bị sạn ở trong túi mật. Cái nguyên nhân là do lâu ngày nó tích lũy dần tạo nên những cái sạn ở trong túi. Chỉ có vậy thôi. Tôi nhớ có lần đi ở Denver, Colorado, trong khi thực hiện documentary, tức là phần tài liệu, cách đây 7 năm, 8 năm về trước gì đó. Thì đi trong đoàn có anh Tuấn ở phở số 1, có Vân Sơn, có Việt Thảo với hai cameraman. Thì hôm đó tôi uống ly cà phê sữa với giống như anh em cà phê sữa đá. Thì anh em uống bình thường, riêng tôi thì nó cứ xì hơi. Người miền Nam gọi là địch, người miền Bắc gọi là đánh giấm. Nó liên tục từ sáng tới chiều luôn vậy, nó bị hoài. Tôi cũng lấy làm lạ.
Trước hết tôi cũng xin lỗi là trong cái câu chuyện tâm tình hôm nay, chuyện bên lề 332, nó có những cái ngôn ngữ rất là sát thực với trong đời sống. Nếu các bạn đòi hỏi một sự trình bày khách sáo trong này thì chắc không có đâu, để cho nó dễ hiểu và rõ nghĩa. Thì cái chuyện nó hơi bất thường. Tôi hay chọc hoài, người ta kêu bằng cà phê sữa đá, tôi mới chọc, tôi nói là cà phê sữa đực, tại đực hoài. Tôi cũng không có để ý lắm. Rồi có một buổi sáng thì anh em ăn sáng xong, lên xe để chuẩn bị đi quay tài liệu, thì tôi thấy nó đau, đau ở trước bụng này. Đau nhiều lắm. Tôi nghĩ là ăn không tiêu, nên tôi đem cái thuốc Alka-Seltzer ra để mà pha trong nước tôi uống. Uống nó khó chịu lắm, nó vẫn đau ngấm ngầm đau. Nhưng mà không phải đau mắt đi cầu hay đau mà mình ói mửa, không có. Rồi sau đó cũng hết. Chuyện đó rồi thôi. Có một lần khi về tới nhà, thì trong lúc coi tivi tôi mới ăn cà rem Việt Nam. Tôi thích ăn cà rem đậu xanh, cà rem đậu đỏ. Ăn thì lúc đầu một cây, hai cây, ăn ngon quá, coi tivi ăn ba cây. Thì tự nhiên tôi thấy trước ngực nó đau. Mà đau đổ mồ hôi nha, đau muốn chết á. Đau không có chuyện mà đi cầu hay ói mửa, nó đau thôi. Mà tôi không hiểu tại sao đang ngay phía trước thôi. Thì đau chịu không nổi, cuối cùng tôi mới nói quyết định là vô emergency để cho nó khám. Chứ bây giờ bộ quyết bệnh gì đâu mà tối rồi, 9, 10 giờ đêm. Đi vô trong emergency. Thì sau khi scan chạy khám khắp nơi hết thì bác sĩ cho biết không có một cái bệnh hoạn gì hết. Nó trừ một trường hợp là nó có triệu chứng là có thể sạn ở trong túi mật. Chỉ có cái đó thôi nó mới làm đau như vậy. Thì sau khi nằm một thời gian rồi cũng vô nước biển rồi thì nó hết đau. Nó qua cái cơn đau đó. Mà sau này tôi biết những cái sạn ở trong túi mật mà nhiều đầy đến độ nó bể túi mật hay nó dở mật sau đó mà nó lan qua gan đến độ người ta có thể chết. Nhiều người đã chết vì cái sạn trong túi mật này. Nhưng mà có lẽ lúc đó tôi chưa có nhiều lắm. Bác sĩ mới recommend cho một cái bác sĩ khác là chuyên cắt cái túi mật và khuyên tôi nên đến đó để cắt cái túi mật. Đối với bác sĩ thì chỉ có cắt lấy túi mật ra thôi, chứ không có trị liệu gì hết. Tôi nghe lời. Về thì tôi mới đi tìm đến bác sĩ đó. Và khi đến nơi đó, để đi vào đặng mà chuẩn bị cắt túi mật, thì tôi ngồi tôi suy nghĩ hoài. Khi mà vô mà bác sĩ khám đúng là cần phải cắt túi mật thì người ta sẽ cắt cho mình thôi. Tôi nghĩ rằng bây giờ thứ nhất nghe nói là phải đục ba cái lỗ chỗ bụng để mà đưa đồ vô cắt cái túi mật. Đau. Điều thứ hai, mình phải tốn một cái số lượng tiền khoảng 1.000 mấy gì đó, nghe nói vậy. Cái điều thứ ba là cái cơ thể mình sẽ để lại ba cái dấu thẹo. Điều thứ tư là trong bộ phận của các cơ thể mình, những cái bộ phận nội tạng, nó mất đi cái túi mật là một trong những cái bộ phận quan trọng trong việc tiếp gan để bài tiết điều hòa những cái chất mỡ, chất béo đủ thứ hết. Ngồi suy nghĩ hoài, đau thân thể để lại dấu thẹo mà tiếc nữa. Tiếc gì mất đi một bộ phận. Thì tôi có bàn với vợ tôi. Lúc đó thì vợ tôi nói là thấy trên internet có chỉ là dùng dầu ô liu chanh gì đó. Thì tôi mới quyết định là thôi, bây giờ mình khoan đi cắt cái túi mật. Để mình về, mình thử coi. Chừng nào không được thì đi cắt cũng đâu có muộn. Và khi về đó, cái phương pháp đầu tiên tôi áp dụng là gì? Tránh ăn mỡ. Tránh ăn thịt đỏ, thịt heo, thịt bò. Tránh ăn mỡ, thịt gà mà có mỡ không ăn. Tôi mới mua những cái ức gà đó, về chỉ luộc nè, khìa, hầm hầm đủ thứ hết. Ăn với cái gì? Ăn với xà lách. Mà tránh ăn bột, ăn đường, ăn gạo, ăn ngọt, tránh hết. Chỉ có ăn ức gà với lại xà lách. Mà xà lách đó là trộn dầu ô liu, với lại muối, tiêu và chanh. Làm cái dressing cho nó hơi chua chua, mặn mặn, cay cay. Rồi cái dầu ô liu đó tôi mới rưới lên trên cái salad. Chỉ ăn như vậy thôi. Ăn rất ít cơm. Và tôi hạn chế vấn đề ăn dầu mỡ như vậy. Giống như ăn kiêng vậy đó. Ăn để đầy ắt. Thì mỗi ngày như vậy thì cái trọng lượng tôi nó cũng giảm dần. Và tôi đếm ngày cho tới ngày thứ 14. Tình cờ hôm đó tôi đi vệ sinh, đi restroom. Thì trong bụng nó cảm giống như bị đi đi tiêu chảy vậy. Thì tôi đi tiêu ra là nguyên một cái bồn màu xanh mướt, xanh như xanh lá cây. Trên đó có những cái màng mà nổi lên trên. Thì tôi mừng quá, tôi lên lên, đây rồi, đúng rồi, nó ra rồi. Chứ tôi thật sự trong đó chẳng biết có sạn có gì không cả. Thì trở lại vấn đề là trước khi mà tôi áp dụng phương pháp này,
Thì ngoài cái chuyện ăn vô nó bị đau bụng, tôi còn những triệu chứng khác như thế này. Khi đi làm á, ở studio edit phim, thì lần nào hai cái vai nè, bả vai nó nhức đau lắm. Nó đau đến độ nó mỏi, chịu không nổi, phải buông, không thể làm việc được. Mà tôi có cảm giác như bị cảm cúm vậy. Nhiều khi về phải kêu cạo gió. Cạo hai cái này là cạo xong thì nó cũng êm êm. Nhưng mà ra làm nó vẫn thỉnh thoảng nó bị đau như vậy. Đó. Có một điều nữa là nó không phải bị cảm, mà có thể là do vấn đề sạn trong túi mật, nó làm ảnh hưởng đến độ là cơ thể mình đau nhức. Điều thứ hai, bị nhức đầu. Lâu lâu nó nhức, nhức bên đây nhức chịu không nổi luôn. Không hiểu lý do tại sao à. Rồi nó hết. Bên phải cũng vậy, bên trái. Rồi giấc ngủ của tôi nó không có kéo dài. Nó bị những cái chuyện đó. Cho nên các bạn hiện giờ mà có những cái biến chứng như mình mẩy đau nhức ha, đau lưng nè, đau vai nè, giống như mà tôi cứ cảm tưởng là tôi làm lâu quá rồi cái vai nó bị mỏi đi, nó bị như vậy đó, hay là bị nhức đầu, thì những cái triệu chứng đó một phần nào có thể thôi nghe, tôi nói theo kinh nghiệm của bản thân, là tại vì sau khi lần mà tôi 14 ngày đó khi tiêu ra hết rồi thì người tôi nhẹ nhõm, vai lưng hết đau nè, đầu không còn nhức nữa, ngủ ngon, và từ đó tôi ăn cũng kiêng cữ bớt lại. Đó là lần đầu tiên. Sau đó thì khoảng 3-4 năm sau, tôi đi làm tài liệu, tôi ăn uống đủ thứ thì cũng gain weight, cũng cân nặng lên. Có một lần qua Florida làm cho chùa Quan Âm. À, lúc đó thì tôi có quen một người, người đó mới chỉ tôi một cái phương pháp. Không cần phải ăn rau, ăn lâu ngày như vậy, có thể mau hơn bằng cách là đầu tiên mình cho sổ ra bằng cách uống muối. Muối là cái loại này. Đây này, nó là Epsom salt. Đây, các bạn nhìn rõ nha. Mà mình gọi là muối biển đó, mua ở trong Walmart, mua trong ở chỗ CVS gì đó, CVS những cái chỗ bán thuốc tây có bán hết, có mấy bạc à nha. Thì đầu tiên là dùng cái muối này để pha trong cái nước, thì khoảng hai teaspoon, hai cái teaspoon chút xíu này, nhúng chừng cũng được, pha trong một cốc nước này uống. Thì uống xong rồi đó, cho nó sổ hết phân đồ trong người, thì sau đó mới dùng dầu olive và chanh pha trộn với nhau uống. Thì cái cách uống đó như thế này. Thí dụ như tối hôm nay mình có kế hoạch là mình cho sổ, thì mình ăn buổi chiều, buổi tối xong là mình ngưng, đừng ăn nữa. Cho tới sáng hôm sau mình mới uống hai muỗng muối này pha ở trong khoảng một cái ly nước lạnh, ly nước như thế này. Pha hòa tan nó ra rồi mình uống. Uống mục đích cái này chỉ để cho nó sổ hết cái phân. Thì khoảng vài tiếng sau là bắt đầu nó sổ rồi, sổ ra nước không à, sổ ít nhất 3-4 lần nha, sổ hết. Thì khi sổ mình cảm thấy hết rồi, lúc đó đó mình mới dùng, tôi thì tôi dùng cái cách là tôi lấy cái chai nước lọc đó, mình đổ nó ra phân nửa chai là dầu ô liu, là extra đó, dầu ô liu mà có thể dùng ăn được, ăn sống được. Một bên đó là chanh, lemon, cái lime hay là lemon, tôi nặn nó ra rồi hai cái tôi trộn chung với nhau. Thì liều lượng là do mình thôi, nhiều cũng được, ít cũng được, tùy theo cơ thể của mình. Và cái cách của tôi pha là nửa chai này, nửa chai kia pha lại thành đúng chai. Rồi, bắt đầu tôi sắp nó lên đều. Sau đó thì tôi bật tivi lên coi, tôi lên trên giường tôi nằm bắt đầu tôi uống. Uống trong một chai đó kia khoảng 2 tiếng đồng hồ, uống cứ ngụm, uống hết ngụm xong. Cái nằm xuống thì theo cách người ta chỉ đó, tôi cũng chẳng biết cả, tôi cũng nằm ngoẻo bên phải, co rút người lại. Người ta nói rằng như vậy để cho nó cái lượng nước nó đi từ từ qua cái túi mật. Nghe vậy thôi làm vậy. Tôi coi tivi khoảng 15-20 phút sau, cái tôi uống thêm ngụm nữa. Nó chua, tôi chỉ có chua thôi. Chua với lại là cái dầu nó trơn vậy thôi. Cũng không khó uống lắm. Tùy theo cách. Rồi cứ uống ngụm vậy khoảng 15-20 phút sau, uống ngụm tôi uống vậy khoảng 2 tiếng hồ sau. Rồi tôi nằm coi tivi cứ nghiêng bên vậy, rồi lúc nào ngủ ngủ cho ngủ thoải mái. Cho đến khoảng 3-4 giờ sáng, tự nhiên tôi giật mình thức dậy. Thấy trong bụng nó cồn cào lắm. Thì tôi đi ra, đi xuống phòng vệ sinh. Tôi đi. Ra nguyên một bồn xanh mướt luôn. Đẹp mắt. Ở đây xin lỗi tôi không có đưa hình ảnh lên. Tại vì nói gì nói. Đối với các bạn coi cũng cũng có khi mình gớm đó. Mình ghê. Nhưng mà cho các bạn biết là màu xanh. Xanh lá cây, xanh mướt. Đẹp lắm. Và nó có từng dề nó nổi lên bệnh. Và trong đó có những cái sạn nó lẫn lộn trong đó. Có cái nó mềm nha. Mềm nhỏ cứng còn, hoặc là mềm nó mềm ra thì nó mới ra được. Tôi mừng lắm,
Tôi nói mấy năm trời làm lợi nó cũng được. Rồi sau đó thì đi tiêu một hai lần nữa rồi nó hết. Cho đến cách đây 2 bữa thì tôi quyết định tôi làm thêm một cái thí nghiệm nữa trên bản thân của mình. Để từ đó mình có thể đưa ra bên ngoài cho các bạn xem. Mà như tôi nói cái nguyên nhân sâu xa nhất là tôi thấy có nhiều người vừa mới nó cho biết là mẹ hay ba hay bác chú mới chết vì bị sạn ở trong túi mật. Nó bự rồi, nó nhiều quá, nó lớn quá, nó đầy đủ chuyện hết. Rồi có người lại nói là mới đi mổ. Thì tôi suy nghĩ hoài, tôi nói ủa, mình cũng bị sạn trong túi mật, mình đâu cần mổ đâu. Mà mình bây giờ khỏe mạnh tốt như thường, thì tại sao mình không không trình bày vấn đề này ra? Và xin nói trước, tôi không có chỉ dạy ai cả nha. Hãy xem cái này, rồi tùy theo trong hoàn cảnh của mỗi người. Thì ngày hôm qua tôi cũng làm giống như vậy, đầu tiên là cũng uống muối này. Nhưng mà lần này tôi làm hơi khác một chút. Thì khi sổ ra được vài lần là bắt đầu tôi uống uống cái nước kia vô. Cũng giống phương pháp giống như vậy, cũng từng ngụm từng ngụm từng ngụm. Rồi sau đó tôi đi làm việc bình thường. Tại vì mình đâu có buồn ngủ đâu ngủ, cứ làm việc bình thường. Thì cho khoảng tới tối thì tôi thấy nó không có mắc đi cầu gì hết. Nhiều khi chắc đợi tới 7 8 tiếng sau giống như thức ăn bình thường. Thì lần này khác hơn, tôi đói bụng. Cho nên không sao hết. Xuống tôi muốn ăn miếng cơm, ăn ấy bình thường nhẹ nhàng. Rồi, đi ngủ. Thì cũng khuya, tôi đi cầu lần đầu tiên. Là bắt đầu ra cái chất xanh không chứ không có phân. Giống như cái dầu ô liu với chanh với cái gì đó ra. Mà lần này xanh xanh đậm hơn. Ít chứ không có nhiều như trước. Rồi lần sau đi cầu thì nó có phân trong đó tại mình có ăn thức ăn. Cho nên kinh nghiệm đến giờ phút này thì tôi thấy như thế này. Có thể không cần muối này nhé. Muối này dùng để sổ thôi. Nếu mà cái đêm trước các bạn ăn xong rồi, hôm sau đi 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 vệ sinh sạch sẽ, mình có thể uống nước nhiều để đi đi vệ sinh cho sạch sẽ rồi cũng được, không sao. Rồi sau đó thì mình cứ pha phân nửa dầu ô liu, phân nửa chanh chung với nhau, nhiều ít tùy theo cái cơ thể của mỗi người. Bạn nào được giỏi thì uống nguyên chai bự, còn không được nửa chai cũng được. Tại vì cái phương pháp này mình có thể làm nhiều lần mà. Cho nên không có sao. Chứ đừng có gì mà ráng nhiều quá là ngán ngược uống sợ cũng không cần. Rồi xong rồi thì mình để cho nó đi ra thôi. Đơn giản. Không có tốn kém gì hết. Nha. Không cần phải đi mổ lấy thận ra. Lấy cái túi mật ra. Thì Việt Thảo trong cái kinh nghiệm như là một cái câu chuyện chia sẻ với các bạn ngày hôm nay. Nếu ai có những cái triệu chứng tương tự giống như Dịch Thảo trước đây, nhức lưng nè, đau bả vai nè, đau hông nè, rồi lói nè, nhức đầu nè, rồi lâu lâu cảm thấy như là những cái triệu chứng nó bất thường lắm, có thể là do ảnh hưởng của cái sạn trong túi mật, thì mình cũng nên để ý coi. Rồi khi mà lúc đầu nếu mình không quen với vấn đề mình phải uống dầu với chanh, có nhiều người không được đó, thì mình thử ăn ăn salad để nhiều dầu ô liu, nhiều chanh vô, giống như cái dressing mà ăn ăn loại mà dressing nó chua chua, nó chua chua mặn mặn vậy đó, mình ăn nhiều nó cũng tốt cho cơ thể. Bởi vì các bạn thấy tại sao người Ý hay người Âu Châu, người ngoại quốc, người ta hay ăn salad với lại dầu ô liu rồi muối tiêu chanh. Có người ăn bánh mì nha, ăn bánh mì với lại dầu ô liu với muối tiêu chanh nữa. Xin nhắc lại rất rõ, đây chỉ là cái kinh nghiệm sống của Việt Thảo. Và qua những cái lần thử nghiệm đó, kết luận đến giờ phút này tôi vẫn sống khỏe mạnh. Sạn ở trong túi mật không còn nữa. Và không có bị một cái biến chứng nào, một cái hệ hiệu quả nào sau khi dùng dầu ô liu và muối tiêu chanh và chanh. Bây giờ con người tôi thấy nó nhẹ nhàng lắm. Không có nặng nề như trước. Đương nhiên sau khi làm rồi mình cũng nên nên kiêng cữ một chút, ăn uống bớt dầu mỡ đi, bớt dầu, bớt mỡ, bớt bột, bớt đường, ăn nhiều rau cải, và nếu có ăn thịt, bớt ăn thịt đỏ lại nha, như thịt bò bớt lại, thịt heo bớt lại, ăn gà thì cũng bớt phần mỡ đi, ăn phần thịt nhiều cho cái cơ thể nó healthy, nó khỏe mạnh, điều đó cũng tốt. Xin nhắc lại một lần nữa, Việt Thảo hoàn toàn không chịu trách nhiệm về cái chuyện mà các bạn nghe câu chuyện này rồi ở nhà bắt chước để làm theo. Các bạn có quyền chọn lựa trong đời sống của các bạn muốn làm gì làm. Freedom không có liên quan tới Việt Thảo. Và nếu các bạn nào
Có nghe câu chuyện này mà thấy rằng cái hoàn cảnh mình cũng giống như vậy, mà có cái phương pháp tương tự như vậy, các bạn thực hiện mà tốt cho các bạn, không cần phải đi cắt bỏ cái túi mật hay là giúp cho ai đó mà người ta không có chết vì vấn đề sạn trong túi mật, nhất là những người trên 50 tuổi nhé. Thì nếu mà được như vậy, không cần thiết phải gọi điện thoại cảm ơn Diệt Thảo. Ok. Bởi vì nếu mà trong cuộc sống này mỗi người một tay mà giúp nhau được cho nó tốt đẹp hơn thì điều đó cũng nên làm. Alright. Cảm ơn các bạn đã theo dõi Chuyện Bên Lề lần thứ 332 với tâm tình của Việt Thảo qua câu chuyện về sạn trong túi mật. Mong rằng không ai cắt bỏ túi mật của mình nữa. Và mong rằng tôi không còn nghe một cái tin nào về một người nào chết vì sạn trong túi mật. Chúc các bạn một ngày vui. Thank you and I love you.